Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người về cái phương pháp để mà tra cổ áo vest, gọi hay còn gọi là cổ áo hai ve. Thì thứ nhất là vào phần một nhỏ, đó là yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật của cái phần này thì là chúng ta sẽ làm sao để mà có một cái sản phẩm cổ nó phẳng phiu. Thì đầu tiên là yêu cầu kỹ thuật, thứ nhất là cái đường chúng ta tra này, tức là từ phần đầu ve của thân và đi vào phần trong của cổ này, nó sẽ phải là một cái đường thẳng. Thứ hai là các góc này sẽ phải nhọn theo mẫu, tức là vuông đầu sát cạnh đó. Và thứ hai là cái góc ở đây, cái góc vị trí này chúng ta sẽ phải vuông đầu chứ nó không được rúm đó. Và thứ hai là cổ nó phải êm ở bên này cũng như vậy, tức là mặt trái cũng phải như mặt phải rồi. Ok, về cổ áo thì có hai loại. Một loại là chúng ta sẽ may theo cổ truyền thống, đó là hai lớp vải đó chúng ta cắt ra. Và cổ thứ hai là bây giờ chúng ta hay ở các hãng thời trang hay sử dụng, đó là cổ lỉ. Thì thông thường thì chúng ta sẽ cổ lỉ có phải thêm một cái máy, đó là máy chạy zig zag, hoặc là chúng ta có thể khâu bằng tay. Thì chúng ta cắt may ở nhà thì là chúng ta sẽ hay sử dụng cái phần cổ này, nên là tôi đã chuẩn bị một bài cổ về số đông người quan tâm, thì tôi sẽ hướng dẫn cái cổ này. Thứ nhất là chúng ta chuẩn bị khi mà chúng ta quay nọn cổ này xong xuôi như vậy rồi, thì chúng ta sẽ có một cái lá cổ thành phẩm, tức là không có đường may. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt vị trí vào như thế này và chúng ta sẽ vẽ lại cái đường phấn này. Ok, và chúng ta đặt ra bên ngoài này. Sau đó thì chúng ta sẽ sang dấu, tức là sang dấu bốn mặt chúng ta bằng cách chúng ta để cái thước ở đây và chúng ta kẻ, và chúng ta kẻ xuống ở dưới nữa và kẻ giữa hai lớp vải, và chúng ta sẽ được các dấu như này. Đó, ok. Để chúng ta có thể vào được. Sau đó thì chúng ta sẽ tra này. Chúng ta sử dụng thân. Chúng ta lật cái phần trong lên, tức là cái phần ve nẹp, tức là phần chính khi mà để sau này nó bẻ ra bên ngoài như này. À, ok không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ đánh khớp mẫu. Chúng ta sẽ đặt cái phần lá chính, tức là lá cổ chính để tra vào đây. Chúng ta phải đặt thử như này thì nhiều, tránh tình trạng là các bạn sẽ tra ngược. Ok. Và khi đấy chúng ta xác định được hai mặt sẽ phải tra vào nhau rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ bắt đầu may. Và cũng xin lưu ý với các bạn là vào cái cổ này thì có rất là nhiều cách vào. Và hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ theo cái cách của riêng mình, do trong quá trình làm việc sai quá nhiều nên là cũng có cái cách để mà may nhanh nhất. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn, còn thực tế thì tôi biết nhiều kiểu vào cổ này lắm. Đầu tiên thì các bạn sẽ may cái ve lẹp này vào với thân đây, tức là úp hai mặt phải vào nhau và may một đường lộn ra ngoài. Nếu các bạn chưa biết cái này thì tôi cũng sẽ dành một cái clip để tôi hướng dẫn cách này, nhưng mà cái này cũng rất là dễ thôi, đúng không ạ? Đây, chúng ta gập thân này vào và chúng ta sẽ may với nhau để cho hai cái ve và cái chính này nó vào với nhau. Ok. Và chúng ta được như thế này rồi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tra cổ. Ở đây cái bài clip này chúng ta sẽ học chủ yếu về tra cổ. Từ từ đã. Các bạn xòe hai cái phần thân và cái phần ve ra. Và các bạn úp cái mặt, tức là mặt chính của cổ vào phần ve và phần mặt phải của ve, là úp vào nhau như này. Và khi mà các bạn có dấu này, các bạn để hai cái dấu này trùng điểm với nhau và các bạn sẽ gióng thẳng này lên đó, và chúng ta tách hai mặt vải ra. Và các bạn lưu ý là đối với chúng ta may hai lớp như của tôi thì các bạn sẽ phải may cách cái này ra đó,
chúng ta may cách ra khoảng độ phân rưỡi đến 2 phân, thì chính cái này để chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ giáp vai con. Chúng ta cắm kim xuống nhé, vướng quá. Chúng ta nặn mũi này, khi may chúng ta hơi vuốt phần là rưỡi thôi. Chúng ta cắm kim vào cái góc, chúng ta đến phần, tức là phần góc của vị trí chúng ta quay cổ này, thì chúng ta sẽ gạt gối lên và chúng ta sẽ bấm. Chúng ta sẽ hướng bấm cái phần lá thân này, và chúng ta sẽ bấm cái mũi kéo của chúng ta hướng vào cái phần thân và chúng ta sẽ cắt gần sát đến phần vị trí kim. Cái tác dụng của việc bấm này để chúng ta có thể quay được phần thân của chúng ta. Và bắt đầu chúng ta xoay. Chúng ta bắt đầu nãy chỉnh này. Cái phần sang dấu này sẽ trùng với cái dấu ở trên thân. Ok, cứ thế mà chúng ta chạy nào. Chúng ta chạy ở vị trí này, chúng ta cố gắng là lái cho nó thẳng. Ồ, ta tiếc là đứt chỉ. Các bạn sẽ vuốt phẳng cái thân này ra này. Cái dấu này sẽ trùng với cái dấu này. Và chúng ta sẽ may nhé. Chúng ta may thẳng các bạn nhé. Chúng ta khi may thì chúng ta hơi vuốt phần là dưới cho, vì các bạn biết là chân vịt nó sẽ đẩy vải của chúng ta vào trong. À xin lỗi, chân vịt chúng ta sẽ đẩy ra ngoài, nên là chúng ta sẽ phải vuốt vào cái răng cưa chúng ta để vào trong. Chúng ta may đúng dấu này và chúng ta may cái này và đến may sát vào cái vị trí. Các bạn may sát vào cái vị trí phần chân cổ này nhé, may sát vào đây cho các bạn nhìn, may sát vào. Ok, và các bạn dừng lại và các bạn cắt chỉ và rút máy ra. Như vậy là chúng ta sẽ xong được nửa thân rồi. Ở cái phần này thì tí nữa chúng ta sẽ sửa lại để cho nó vuông góc, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sửa và là nó. Đó, như vậy này chúng ta gần thành công rồi. Chúng ta còn một bên nữa. Ở bên này thì cái phương pháp của tôi là tôi may thẳng lên trên này và tôi sẽ mí trên cái đường thân, tức là ở ve thì, tức là ở phần ve thì chúng ta sẽ mí cái đường mí, tức là chúng ta đường can, tức là can vào nhau, xong rồi chúng ta lật sang một bên và chúng ta mí lên trên phần thân. Thì cái tác dụng của cái đường mí này là để chống né ngược, nó sẽ tạo ra cái gờ để chống né ngược. Đó. Còn phần dưới thì tôi sẽ mí lên cái phần ve. Các bạn chỉ nhớ cho tôi là chân trên mí thân, còn dưới mí ve. Okay. Sau đó thì các bạn sẽ quay ngược lại này, đây này, các bạn gập ngược lại. Và các bạn sẽ may một cái đường chỉ nối tiếp vào đây. Các bạn may cái đường này thẳng thì nó sẽ được cái ve thẳng, còn nếu mà may cong sẽ bị ve cong. Đây là nối thẳng vào cái đường chỉ này, các bạn nhìn này, thẳng ra. Để cho thẳng thì các bạn tốt nhất các bạn sang dấu cái này. Thì nó sẽ thẳng tắp luôn. Còn bình thường có một cái cách khác, đó là may tới chỗ này luôn và nộn hai cái vào trong. Mình kẻ cẩn thế.
Ở cái đường này may hơi ôi, các bạn này này. Chúng ta thử kiểm tra nhé. Gập vào này. Nổ nào. Ok nào, các bạn thấy nó thẳng nhỉ? Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ may hai cái này vào nhau. Chất lượng. Còn cái cạnh ở bên phần nót của cổ áo chúng ta sẽ tra vào phần chính của thân. Đây, chúng ta rất dễ dàng để nhận ra hai đường này. Và chúng ta chỉ việc tra nó vào nhau. Do là chúng ta đánh dấu rồi. Chúng ta may cái này thì chúng ta cũng làm tương tự như bên kia. Và nếu như đây là phần vét nam nên là tôi gạt bỏ cái phần ken này ra ngoài. Cắm vào cái đỉnh này. Và chúng ta bấm vào cạnh này. Bấm cái ná thân nhé, ở góc, đúng giữa góc và check vào kim. Đây. Chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ quay. Nhìn khó chịu với nhau. Và chúng ta sẽ cách ở đây là phân giữa những hai phân để chúng ta tra vào thân sau. Tóm lại là chúng ta có hai cái cạnh, một cạnh là chúng ta sẽ tra vào thân, một cạnh chúng ta sẽ tra vào ve, và mỗi bên chúng ta sẽ để cách ra khoảng độ phân giữa những hai phân như này. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nộn cái thành phẩm chúng ta xem nhé. Ok, các bạn nhìn này. Chưa nào nó đã vuông và đã thẳng rồi. Và chúng ta thử kiểm tra với bên kia xem nhé. Bằng cách chúng ta úp hai cái vào với nhau. À, nó bằng nhau. Chúng ta kiểm tra hết như thế này rồi, ok. Ok, hai góc này này, nó đẹp như thế này rồi. Thì bắt đầu sẽ đi nà để cho nó được một cái cổ hoàn thiện nhé. Tôi đến các bạn về cách sửa và là sản phẩm. Đầu tiên là chúng ta sẽ sửa. Ở đây khi mà chúng ta may xong này thì sẽ có các ná vải nó sẽ nằm chồng lên nhau. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ bấm lại, thực hiện lại cái góc này cho nó vuông thêm. Bằng cách bây giờ chúng ta sẽ bấm cách cái thêm một ít nữa, và cách cái đường chỉ may của chúng ta là khoảng độ 1 đến 2 sợi chỉ. Ở đây này, chúng ta còn cách chỉ quá xa thì để cho cái góc nó đẹp thì chúng ta sẽ phải bấm tiếp. Vừa là chúng ta bấm ra để cho nó dễ may thôi, bây giờ bấm để cho đẹp. Còn ở đây là các điểm giáp nối. Thì nếu như là cứ thế này nà xuống nó sẽ bị cộm. Các bạn đưa cái mũi kéo lên đây này, các bạn bấm cái này ra và các bạn cắt bỏ đi nhé. Các bạn nhớ một trước khi mà bấm như này thì có phải có một cái bước kiểm tra trước của mình rồi nhé. Không thì chúng ta bấm như này mà phát hiện ra hỏng
thì là chúng ta sẽ không làm lại được nữa. Đó, ok. Ở đây các bạn cũng có thể cắt bỏ đối với những cái vải dày, còn cái vải này của mình mọc mình cũng không cần cắt, tí nữa mình dùng kỹ thuật mình xếp, là xếp thì là nó sẽ hết. Còn đối với vết mà quá dày thì chúng ta cũng nên cắt bỏ. Ok. Còn cái cổ này chúng ta nuồn vào, chúng ta nuồn tay vào đây này, để cho cái cổ này nó phẳng, tức là cái cổ này của mình nó phẳng thì các bạn sẽ gập nó về bên trái như thế này và chúng ta nộn ra ở cái góc cổ này, vì là nó không phải là đường nhọn nên là các bạn không cần phải gọt nhá, các bạn cứ để cho mình cái đủ cái đường may này một phân và may vuốt vuốt lên trên, các bạn bẻ vuông như này và chúng ta sẽ nộn ra. Tôi thực hiện trái tay. Đó, là cái cổ nó đã tự nó vuông rồi, đây nó chưa chỉnh. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ là chúng ta sẽ sử dụng một cái cầu nà và chúng ta sẽ bắt đầu nà sản phẩm của chúng ta. Chúng ta thực hiện các đường nà rẽ. Chúng ta tách hai cạnh vải này ra và bắt đầu chúng ta thực hiện đường nà đầu tiên, đó là phần cổ. Chúng ta bắt đầu xì hơi này và chúng ta sử dụng một cái mẩu nặng để chúng ta chặn đường may để cho nó chết nếp luôn như này. Sau đó thì chúng ta thực hiện nà đường thứ hai, thì cái đường này thứ hai là ở cạnh ngoài thì nó được bấm rồi, còn cạnh ở trong thì chúng ta bắt đầu xếp như này. Đó, chúng ta xếp vuông góc như này, các bạn làm lại này. Đây nó đang bị rúm rúm này, nếu mà chúng ta đập bàn nà xuống thì sẽ bị rúm và bị cộm. Thì chúng ta vuốt một cạnh và nó vào lớp như này, và cạnh thứ hai chúng ta xếp lại như này, thì tự nó sẽ vào lớp của nó. Chúng ta đập lần thứ hai đó, và của tôi là trên hết rồi. Như này thì chắc chắn là da nó sẽ êm thôi. Tiếp theo là chúng ta làm cái đường còn lại một cách tương tự. Làm lại cho các bạn xem này. Tách cái sản phẩm này ra này. Vén cái này vào đây và gập nó xuống. Và bây giờ chúng ta thử kiểm tra nhé. Đây, các bạn sẽ úp nó vào cái này. Ồ. Góc cạnh này khá là vuông và đẹp đúng không ạ? Rồi ok, còn cái này thì chúng ta sẽ đẩy ra, chúng ta bắt đầu là tổng thể. Chưa cần là nó đã tổng thể nó rất đẹp rồi. Cái này của tôi nó còn có một lớp ken ngực nên là hơi khó làm một chút, còn áo nữ thì không có. Đối với vải mà có độ bóng cao, tức là các bạn là khi mà hơi nó vào nó sẽ bị bóng chất liệu, thì các bạn nên là phủ một lớp vải mỏng để chúng ta là để giảm độ bóng. Thì cái này tôi cũng đã chia sẻ trong cái clip trước mà. Ở đây là của tôi nó rất là thẳng, các bạn nhìn này. Rất là thẳng từ đây đến đây. Đó, ok. Như này. Ok, rất phẳng phiu. Cổ này của tôi đang có độ mo rồi,
Nên là nếu mà chúng ta bị là ép thẳng xuống quá thì là nó sẽ bắt đầu là nó sẽ có vết hằn. Vì là khi mà quay nội như này thì tôi có kỹ thuật để làm mau cột cho nó ôm. Các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta nhìn cái cạnh này này thì nó sẽ phải khít đó. Đây thì đây là cái phương pháp này tôi hướng dẫn các bạn thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ làm cho cái phần thẳng này của chúng ta sẽ nó sẽ tạo thành một cái đường 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 thẳng. Và cái thứ hai nó sẽ không bị hở ở vị trí này và tạo cho cái cổ nó rất là bền. Đó. Thì ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.